Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web phan.tú.com. Hôm nay tôi sẽ nói các bạn về một cái phần này tương đối là khó. Chúng ta sẽ làm cái phần, những bạn nào mà mới học những cái cơ bản ban đầu thì có thể bỏ qua cái nhóm này, cái bài này, cái bài những cái bài trong cái danh sách phát này. Thì cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ là làm việc giữa Cinema 4D và cái phần mềm tạo hiệu ứng mà thông dụng của hãng Adobe là After Effects. Thì chúng ta sẽ chuyển đổi qua lại với hai phần mềm. Thì cái để làm được cái những cái video trong đây thì đòi hỏi bạn phải có một chút kiến thức về phần mềm After Effects ha. Còn nào mà nào chưa có học, chưa biết thì bạn cũng, tôi đóng có hướng dẫn rồi á. Các bạn có thể lên trên cái trang web cá nhân của tôi nè, phankimtu.com. Thì trên đây tôi cũng có hướng dẫn các bạn về cái phần mềm After Effects rồi. Thế này hướng dẫn After Effects thì các bạn có thể là lên đây tìm hiểu. Đó, thấy chưa? Đây là những cái video tôi hướng dẫn nè. Rồi, để chúng ta chuyển từ cái... Đây, chúng ta sẽ chuyển từ cái những cái file, những cái dữ liệu, những đối tượng của bên phần mềm Cinema 4D. Thế nào? Ta sẽ làm như thế này. Chúng ta bên Cinema 4D ta dựng được một cái bối cảnh như vậy. Thấy chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ xuất cái file này qua bên phần mềm After Effects. Rồi, như thế này. Bạn thấy chưa? Thì các bạn sẽ hỏi là làm gì chi cho mất công vậy? Thì nó dùng cho cái trường hợp là giả sử như trong cái đoạn video này đi, chúng ta muốn chỉnh sửa gì đó mà trong khi chúng ta đã lỡ render rồi. Nghĩa là chúng ta đã lỡ xuất ra bên cái phần mềm After Effects rồi. Thì chúng ta chỉnh sửa cái gì đó thì chúng ta chỉnh sửa trực tiếp trong cái phần mềm After Effects luôn. Chứ không cần chúng ta phải, giả sử như tôi lỡ xuất ra cái file này rồi á, mà bây giờ tôi muốn đổi cái màu chữ này lại đi. Thì bây giờ chẳng lẽ giờ tôi phải quay lại cái phần mềm Cinema 4D, tôi phải render một lần nữa thì mất thời gian. Hoặc là thêm những cái khác nữa thì tôi làm trực tiếp trong phần mềm After Effects luôn, với điều kiện là chúng ta phải biết cái phần mềm After Effects để chúng ta làm. Rồi, thì tương tự như bên phần mềm C4D, Cinema 4D á, thì khi mà nhập vào After Effects thì nó cũng sẽ hiện ra những cái layer. Đây là những cái đối tượng layer chúng ta để bạn thấy là tùy chỉnh. Thì như vậy nào, nếu đã biết qua phần mềm Adobe After Effects rồi thì bạn sẽ thấy rất là quen rồi. Lâu rồi tôi cũng không dùng, giờ tôi cũng làm lại cho nó quen lại thao tác bên phần mềm After Effects này. Rồi, tôi nhắc lại lần nữa ha, những bạn nào mà chưa biết qua phần mềm After Effects thì có thể bỏ qua những cái video trong cái nhóm này. Tại vì tôi làm liên quan tới After Effects thì các bạn không biết thì học hơi khó. Tại chủ đề hôm nay chúng ta là cái làm việc giữa phần mềm Cinema 4D và After Effects mà. Rồi, video này là video giới thiệu, nói sơ lược cho bạn hiểu thôi. Qua video sau bắt đầu chúng ta sẽ thực hành bên cái phần mềm Cinema 4D, tạo những cái thẻ hay là những cái composition, là những cái thành phần á, để chúng ta nhập qua bên cái bên phần mềm After Effects. Rồi, video này là kết thúc ha. Tôi là Tú Phan, hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com.